chia sẻ sau chiến thắng trước Shrewsbury ở vòng 3 FA Cup. Jurgen Klopp cho rằng quyết định hoãn trận lượt đi bán kết Carabao Cup giữa Liverpool và Arsenal là sai lầm. Theo huấn luyện viên người Đức, Alexander Arnold là trường hợp duy nhất dương tính với Covid-19 trước thời điểm diễn ra trận đấu với Arsenal. Những trường hợp còn lại đã được xác nhận là dương tính giả, trong đó có cả Jurgen Klopp. Những trường hợp dương tính giả đã không có mặt ở trận đấu tại vòng 3 FA Cup với Shrewsbury vào tối qua. Klopp buộc phải điền tên 4 cầu thủ trẻ vào đội hình xuất phát và họ đều thể hiện một màn trình diễn tốt. Trong đó bộ đôi Conor Bradley 18 tuổi và Gordon 17 tuổi đã được Klopp hết lời khen ngợi. Nuno Tavares thể hiện thái độ khó chịu khi bị Mikel Arteta rút khỏi sân sau hiệp 1. Hành động khó chấp nhận này sẽ khiến hậu vệ người Bồ Đào Nha phải trả giá. Sau trận đấu, Arteta đã lý giải quyết định thay người sớm. Cụ thể, Arteta đã nhận ra điểm yếu ở vị trí hậu vệ trái. Theo thống kê, Nuno Tavares đã để mất bóng 9 lần trong khoảng 30 phút đầu trận. Đây là lý do khiến cho hậu vệ người Bồ Đào Nha phải nhường lại vị trí cho Kieran Tierney. Tôi hiểu quyết định thay người sớm sẽ gây khó chịu cho cầu thủ, nhưng tôi buộc phải lựa chọn để cải thiện màn trình diễn chung của cả đội. Sau cơn bão chỉ trích, Harry Maguire đã kêu gọi các đồng đội đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn và hướng tới mục tiêu chung là giành danh hiệu. Tôi chuyển đến câu lạc bộ này là để giành danh hiệu. Tôi đã có thể ký với nhiều câu lạc bộ khác, nhưng tôi vẫn chọn Man United và muốn giúp đội bóng gặt hái thành công, giống như trụ đạo của Sir Alex. Điều đó sẽ đến nếu như tất cả chúng ta cùng đồng lòng. Man United sở hữu một đội hình lớn. Đây là bóng đá và chúng ta phải duy trì sự chuyên nghiệp. Trong thời gian qua, Harry Maguire là cầu thủ bị chỉ trích nặng nề nhất ở Man United sau chuỗi thành tích không tốt. Từ đầu mùa, trung vệ người Anh sa sút phong độ thảm hại và thường xuyên mắc sai lầm cá nhân dẫn đến những bàn thua. Ferran Torres sẽ không thể ra sân ở trận gặp Real Madrid thuộc khuôn khổ bán kết siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 13 tháng 1 tại Ả Rập Saudi vì dương tính với Covid-19 mà cũng chưa được đăng ký với ban tổ chức. Ngoài ra, Barcelona cũng chưa thể nào đăng ký Ferran Torres vì giới hạn quỹ lương. Ban tổ chức La Liga đã theo dõi chặt chẽ Barcelona kể từ khi câu lạc bộ này gặp khủng hoảng tài chính. Dù đã đẩy Philippe Coutinho sang Aston Villa, nhưng vì lý do nào đó, Barcelona vẫn chưa có chỗ đăng ký cho Torres. Ngoài tân binh này, Barca cũng sẽ không có sự phục vụ của Pedri, người vẫn đang cách ly vì Covid-19. Tuy nhiên, Pedri vẫn có cơ hội tham dự trận đại chiến với Real Madrid nếu như có kết quả xét nghiệm âm tính trong lần xét nghiệm trước trận đấu. Theo Fabrizio Romano, trước khi tăng cường lực lượng trong năm 2022, Tottenham Hotspur sẽ đẩy đi một số cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Spurs quyết định bán Steven Bergwijn, ân kỳ chủ nhiệm mùa đông và đang đẩy nhanh quá trình thương thảo để chốt thương vụ này. Ajax là một trong số nhà đá bóng rất hào hứng quan tâm đến Bergwijn. Câu lạc bộ của Hà Lan gửi lời đề nghị chuyên mục cầu thủ 24 tuổi đến Spurs. Cả hai đang trong quá trình thương lượng nhưng cũng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trước đó, Spurs đã chuyên mục Bergwijn từ PSV vào tháng 1 năm 2020 với giá 26,7 triệu bảng. Hai năm khoác áo Tottenham, Steven Bergwijn không đáp ứng được kỳ vọng. Từ đầu mùa, cầu thủ người Hà Lan mới chỉ chơi 310 phút qua 8 trận đấu ở Premier League và 13 trận tương đương 574 phút trên mọi đấu trường. Trong cuộc họp báo trước trận gặp Aston Villa, Rangnick thông báo tin vui liên quan đến Cavani. Huấn luyện viên người Đức cho biết cựu tiền đạo của PSG đã cam kết sẽ ở lại. Tôi và Cavani đã gặp mặt trong văn phòng của tôi sau gần nửa tiếng trao đổi. Cậu ấy khẳng định chắc chắn sẽ ở lại Man United đến hết mùa. Cavani ở lại không chỉ vì tôi yêu cầu cậu ấy ở lại mà cậu ấy còn đưa ra quyết tâm. Cavani nói, tôi có thể tin tưởng cậu ấy và cậu ấy sẽ là tấm gương cho những cầu thủ trẻ. Trước cam kết tương lai được phát biểu bởi Ralf Rangnick, Edinson Cavani từng có ý định rời Man United trong kỳ chủ nhiệm mùa đông này. Tiền đạo người Uruguay đã được liên hệ chuyển đến Barcelona